bạch thế tôn như thân biến hóa của chư như lai ứng tránh đẳng giác chẳng nghĩ thế này ta xa bậc thanh văn và độc giác ta gần quả vị giác ngộ cao tột vì sao vì thân biến hóa không phân biệt các đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng giống như vậy chẳng nghĩ thế này ta xa bậc thanh văn và độc giác ta gần quả vị giác ngộ cao tột vì sao? Vì bát nhã ba la mật đa sâu xa, không phân biệt. Bạch Thế Tôn như chư như lai muốn làm việc gì? Hóa ra hóa thân để làm việc đó. Nhưng hóa thân đó chẳng nghĩ thế này. Ta có thể tạo nên việc làm như thế. Vì sao? Vì các hóa thân ấy không phân biệt. Bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng như thế. Vì có việc làm nên tinh cần tu tập, đã tu tập rồi tuy có thể hoàn thành công việc nhưng đối với việc làm ấy hoàn toàn không phân biệt vì sao vì bát nhã ba la mật đa sâu xa không phân biệt Bạch Thế Tôn, thí như người thợ mộc hay học trò của ông ta có việc làm là tạo ra các cơ quan, hoặc nữ hoặc nam hoặc voi ngựa vân vân các cơ quan này tuy có việc làm nhưng đối với việc làm ấy hoàn toàn không phân biệt vì sao vì việc của các cơ quan không phân biệt bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng giống như thế vì có việc làm nên thành tựu đã thành tựu rồi tuy có thể làm xong đủ loại việc làm nhưng đối với việc đã làm hoàn toàn không phân biệt vì sao vì bát nhã ba la mật đa sâu xa đối với tất cả pháp không phân biệt bấy giờ cụ thọ xá lợi tử hỏi cụ thọ thiện hiện thưa tôn giả thiện hiện có phải chỉ có bát nhã ba la mật đa không phân biệt hay tịnh lự tinh tấn an nhẫn tịnh giới bố thí ba la mật đa cũng không phân biệt chăng thiện hiện đáp thưa tôn giả chẳng phải chỉ có bát nhã ba la mật đa không phân biệt mà tịnh lự tinh tấn an nhẫn tịnh giới bố thí ba la mật đa cũng không phân biệt khi ấy xá lợi tử lại hỏi thiện hiện thưa tôn giả thiện hiện có phải sắc cũng không phân biệt thọ tưởng hành thức cũng không phân biệt chăng Thưa tôn giả thiện hiện có phải nhãn xứ cũng không phân biệt, nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cũng không phân biệt chăng? Thưa tôn giả thiện hiện có phải sắc xứ cũng không phân biệt, thanh hương vị xúc pháp xứ cũng không phân biệt chăng?